Văn Tuấn, cơ hội rõ rệt dành cho anh Gia Lai. Văn Tuấn vẫn lăn lộn, Văn Tuấn sút bóng. Quay Gia Lai dẫn 1-0. Chỉ cần như vậy thôi, chỉ một chút sơ sẩy của hàng phòng ngự BKMX Bình Dương, Văn Toàn đã trừng phạt. Tỷ số là 1-0 dành cho đội bóng áo đỏ. Hai cầu thủ phòng ngự của BKMX Bình Dương không thực sự chắc chắn trong pha tranh chấp ở sát đường biên dọc. Và khi Văn Toàn có khoảng trống trong một tình huống 3-2 thì một mình anh đã sử dụng nỗ lực cá nhân để ghi bàn thắng giúp cho anh Gia Lai vượt lên. Cú đá chéo góc cực kỳ lạnh lùng. Hãy cùng xem lại tình huống này. Đây là pha xử lý của Tuấn Anh trước đó. Và đó là những gì mà các cổ động viên của anh Gia Lai chờ đợi, khi Tuấn Anh là người tạo cơ hội để cho Văn Toàn lập công. Đó là một góc của anh Tài. Bóng lên bấm, không được. Cười. Đó là bàn thắng sau bàn tỷ số. Và đó là kết quả xứng đáng sau những nỗ lực ở những phút vừa qua của BKMX Bình Dương. Một pha bóng lộn xộn trong khu vực 16m50 và người ghi bàn là Hồ Tuấn Tài. Chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng sau bàn tỷ số, một pha đưa bóng vào ở tầm thấp của anh Tài. Tới tình huống dứt điểm thứ hai của Hồ Tuấn Tài thì mọi thứ đã không nằm trong tầm kiểm soát của thủ môn Bỉu Ngọc cùng với các đồng đội. Amiro Bande sút bóng vẫn còn gợi vào pha ghi bàn của Công Phượng. Công Phượng đã lại nổ súng, 1-0 chuỗi khách. Bàn thắng thứ tư của Công Phượng ở mùa giải năm nay. Những pha xử lý lúng túng của hàng phòng ngự Thảo Ninh. Sau một pha sút bóng không được như ý thì bóng đến chân Công Phượng. Một cú đá trượt, tuy nhiên lại là một pha chuyền bóng quá đẹp cho Công Phượng. Rõ ràng là sau khi lập gia đình thì Công Phượng đã có một tâm lý rất ổn định, chơi chững chạc hơn và ghi bàn đều đặn. Phi Sơn vào, tỷ số được đưa lên 2-0 cho Thành phố Hồ Chí Minh sau pha bóng lúng túng của thủ môn Tuấn Linh. Là tình huống phạt góc và tỷ số được nhân đôi cho đội khách. Hàng phòng ngự chắp vá của ông Văn Thanh Hùng đã là mối lo ngại trước trận đấu này. Và bây giờ thì đội chủ nhà đã để thua 2 bàn. Phi Sơn đã phạt góc rất tốt. Pha ghi bàn của Amido Bande, bàn thắng thứ 3 của cầu thủ người Guinea-Bissau. Đánh đầu, tỷ số trận đấu được đưa lên 3-0 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Từ quả đá phạt góc của Công Phượng, đồng đội đã đánh đầu trong xứ sức giờ của thủ môn và phòng ngự Thảo Ninh. Lúc này thì cơ hội trở lại vị trí đầu bảng của Thành phố Hồ Chí Minh là rất rõ rệt. Tác giả bàn thắng vừa rồi là Ngô Viết Phú, cầu thủ vào sân thay người. Viết Phú vào sân thay cho Công Thành. Pha ghi bàn thứ hai của Viết Phú ở mùa giải năm nay. Quang Huy vừa rồi đã kèm Viết Phú không tập trung. Công Phượng đã phá góc tạo ra độ uốn, bóng đến đúng tầm đầu của Viết Phú. Khắc Ngọc, vẫn là Khắc Ngọc. Nguy hiểm, Quang Huy 1-0 cho Viettel. Rất đơn giản,
Đường chuyền tuyệt vời của Khắc Ngọc đã xé toang hàng phòng ngự của Hải Phòng, và nhiệm vụ của Cai Kê là dễ dàng đưa bóng vào lưới trống khi đối mặt với Văn Toàn. Văn Toàn là một trong những thủ môn có khả năng chơi một đối một tốt nhất, nhưng trong pha bóng vừa rồi anh phải đối mặt với một tiền đạo kỹ thuật người Brazil, và đặc biệt là góc sút thì quá rộng. Nhưng đây là một khuôn mặt không lộ nhiều sắc thái biểu cảm của Mitali. Chúng ta nhìn đường chuyền bằng lòng tuyệt vời của Khắc Ngọc. Ở V-League thời điểm hiện tại không có nhiều tiền vệ trung tâm có thể thực hiện tốt được những đường chuyền như vừa rồi. Phải rất chính xác và cảm giác nữa, vừa di chuyển vừa quan sát, rất vừa tầm. Nhẹ một chút thì Ariano sẽ xoạc pháo bóng thành công, nhưng mạnh một chút thì Văn Toàn sẽ ra kịp. Nói chung là đường chuyền hoàn hảo, điểm 10 về ý đồ chiến thuật và kỹ thuật thực hiện. Pha dứt điểm của Cai Kê cũng là hoàn hảo. Đó là nỗ lực của Văn Hào tranh bóng, và Khắc Ngọc đã thực hiện một đường kiến tạo không thể tuyệt vời hơn. Một bàn thắng rất đẹp của Viettel trong trận đấu với Quảng Nam, trận đấu mà Viettel đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0. Tiếp tục Bruno xuất sắc, tuyệt vời. Không có gì để có thể nói là chê trách trong một tình huống vừa rồi của Bruno. Mọi thứ cũng đều hoàn hảo. Nếu như pha phối hợp giữa Khắc Ngọc và Cai Kê là bàn thắng đến từ sự phối hợp giữa các đồng đội, thì tình huống này của Bruno là nỗ lực cá nhân của tiền đạo mà áo số 37. Và đây là khuôn mặt trầm tư, có đôi chút thất vọng của Mạnh Hùng. Mạnh Hùng đang nghĩ rằng nếu mình đang đứng ở trên sân thì có thể góp sức với đồng đội để có thể ngăn chặn được những tình huống xử lý kiểu như thế này. Mọi thứ đều hoàn hảo, cú đá của Bruno ở đẳng cấp rất cao, tình huống quạt bóng thì quá gọn để vượt qua Trọng Hiếu non kinh nghiệm. Và cứa lòng bóng đưa ra khỏi tầm với của Văn Toàn, quá hoàn hảo. Một pha xử lý bóng như ở giải Ngoại hạng Anh, qua người gọn gàng, chạm thứ hai, chạm thứ ba, và sau đó là tình huống nghiêng người cứa lòng hoàn hảo đưa bóng đi đúng góc cao. Nếu như cứ cuốn vào những tình huống như thế này thì thực sự là nguy hiểm. Rúa vào 3-0, không có lỗi việt vị. Và người ghi bàn là Dương Văn Hảo. Chúc mừng Dương Văn Hảo, anh đã trở lại sau một quãng thời gian rất dài bị chấn thương. Phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không biết mệt mỏi của Dương Văn Hảo. Một bàn thắng phối hợp khá đặc biệt, khá kỳ lạ của Viettel. Tưởng chừng như đó là một tình huống phối hợp lỗi, nhưng cuối cùng thì hiệu quả vẫn là bàn thắng. Đó là một tình huống phối hợp chuyền bóng về tuyến 2 để các tiền vệ Viettel dứt điểm, nhưng đường chuyền không tốt và Đặng Văn Trâm cũng đã có một tình huống xử lý rất nhanh. Còn Dương Văn Hào thì đơn giản là chọn vị trí tốt và dứt điểm một cách dũng mãnh. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Hoàng Đức định chuyền cho Văn Trâm vô lê. Đây là một tình huống mà Văn Hào hoàn toàn không việt vị, nhưng trọng tài có thể cân nhắc về tình huống tham gia của Bruno. Có lẽ chúng ta cần phải xem lại góc quay ngang xem Bruno có tham gia vào tình huống này hay không. Của Vũ Minh Tuấn, thời kỳ 2003, 2004, 2005, Minh Tuấn thực hiện rất nhiều cú đá thành công. Và đây là một cú đá như vậy, rất tuyệt vời. Có lẽ là không cần phải nói thêm gì về cú đá này. Và các bạn hãy nhìn tín hiệu mà Minh Tuấn đưa ra, đó chính là 14, số áo của Hải Huy, người bạn rất thân của Vũ Minh Tuấn trong màu áo Tan Quảng Ninh. Một lần nữa chúng ta lại được thấy khả năng sút phạt tuyệt vời của Vũ Minh Tuấn. Tôi là người có may mắn được đi cùng với Vũ Minh Tuấn ở mùa giải AFF Suzuki Cup 2014, chứng kiến Vũ Minh Tuấn và Đinh Thanh Trung trong những buổi tập của đội tuyển quốc gia thì phải thực sự là ấn tượng và khâm phục với khả năng sút phạt của Minh Tuấn. Đây là một cú đá đúng theo kiểu Ronaldo Knuckleball, một cú đá mà không nhiều cầu thủ ở Việt Nam có thể học được kỹ thuật này và thực hiện nó một cách chính xác. Đúng. Lại thêm một tình huống tấn công của đội khách. Bây giờ thì đã có bàn thắng dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Chưa đầy một phút sau khi Đông Dũng bỏ lỡ một cơ hội để mở tỷ số, thì bây giờ bảng tỷ số đã thay đổi một cách thực sự. Và niềm vui cũng như
những tấm băng rôn trên sân vận động Hòa Xuân đã được răng ra. Đường chuyền là của Văn Kiên. Igor Celik mắc lỗi vị trí và Đỗ Hùng Dũng chính là người đã chạm bóng cuối cùng. Bảng tỷ số xác nhận Đỗ Hùng Dũng là người ghi bàn. Bàn thắng thứ hai của quả bóng vàng Việt Nam 2019 ở mùa giải năm nay. Bàn thắng đầu tiên của Hùng Dũng. Thành Hải. Anh đâu? Trọng hơn cả, nó giúp cho AS Đà Nẵng cân bằng tỷ số 1-1. Bây giờ thì các cổ động viên trên sân Hòa Xuân đã có dịp nở nụ cười và ăn mừng. Những lá cờ mang theo bây giờ đã tung bay phấp phới. Là có vấn đề, Văn Dũng là người được cắt cử theo kèm Phạm Văn Long. Nhưng rồi Phạm Văn Long là người đã lẻn ra phía sau trong sự truy cản của trung vệ Thành Trung. Cảm giác như Thành Trung mới là người chạm bóng cuối cùng. Dù là ai đi chăng nữa thì vào lúc này, Văn Minh rất nguy hiểm, tỷ số đã mở dành cho Minh Hà Tĩnh, rất tuyệt vời. Cuối cùng thì đội khách đã vượt lên dẫn trước và ai đây gửi vào sân thay người trong hiệp 2, Nguyễn Văn Tám đã mở tỷ số của trận đấu. Ở những thời điểm rất nhạy cảm, những phút đầu tiên của hiệp 2, ngay sau khi mà Sông Lam Nghệ An có được những pha tấn công nguy hiểm thì đội khách đã bất ngờ vượt lên dẫn trước. Một pha chặt bóng lại rất tuyệt vời của Văn Minh. Sông Lam Nghệ An đã phải đón nhận bàn thua. Trước đó thì Bruno Henrique đã rất dũng cảm lấy bóng và trọng tài Ngô Duy Lân đã cho đội khách được hưởng phép lợi thế. Pha lập công đầu tiên của Nguyễn Văn Tám cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải năm nay. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha chuyền bóng vào nách rất hay và đường nhả bóng ngược trở lại của Văn Minh đã cũng rất tuyệt vời. Văn Tám dứt điểm một chạm rất căng và đánh bại thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Trước đó phải kể đến đường chọc khe tuyệt vời của Trung Học. Cổ chân rất dẻo của Văn Minh đã đưa bóng ngược trở lại cho Văn Tám. Và đây là niềm vui của huấn luyện viên Phạm Minh Đức. Công bằng mà nói thì các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xứng đáng có được bàn thắng vượt lên dẫn trước trong màn so tài ngày hôm nay. Đường chuyền hơi mạnh của Văn Vĩ rất đáng tiếc, lại là một pha phản công của Sông Lam Nghệ An rất hay. Những màn đôi công rất hấp dẫn. Thôi Phạm Văn Đức, quá nhanh ở hai đầu cầu môn và bàn thắng đã đến với Sông Lam Nghệ An. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không còn lợi thế dẫn bàn của mình. Một pha phản công trực diện rất nhanh của Sông Lam Nghệ An. Phạm Văn Đức có cơ hội dứt điểm nhưng anh đã đưa bóng sang rất thuận lợi cho Hồ Tuấn Tài. Tỷ số bây giờ là 1-0. Cuối cùng thì sau những sức ép dồn dập của mình thì Sông Lam Nghệ An đã có được bàn san bằng tỷ số. Pha lập công thứ hai của Hồ Tuấn Tài dành cho Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Chỉ có một mình Hoàng Lâm. Phạm Văn Đức thoát xuống rất nhanh và chơi cũng rất đồng đội. Khoảng trống là rất lớn dành cho Tuấn Tài. Một pha bóng cực kỳ đồng đội của Phạm Văn Đức. Và chuyền bóng cũng rất tốt của Onyekichi. Niềm vui của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An chắc chắn sau bàn thắng của Tuấn Tài. Hãy chờ xem họ có thể làm được gì. Mỗi khi mà Nam Định gặp khó, buộc phải thắng trên sân Thiên Trường thì Tony Abazi là người ghi bàn thắng mở tỷ số. Sự bùng nổ của các khán đài sân Thiên Trường
Trung vệ của câu lạc bộ Dương Nam Hà Nam Định đã có bàn thắng thứ hai ở mùa giải năm nay. Cầu thủ chủ nhà đã bàn bạc khá kỹ cho bóng vừa rồi. Họ tạo ra áp lực với hàng loạt những cầu thủ có khả năng không chiến tốt. Một bóng lộn xộn. Nếu như không có Tony Abazi thì cũng đã có bàn thắng cho Dương Nam Nam Định, bởi trái bóng từ quãng đầu của Robinson đang từ từ bay vào lưới của thủ môn Phạm Văn Cường. Người chạm bóng cuối cùng là Tony Abazi. Nguy hiểm. Bóng đá chạm vào cầu thủ vào lưới của đội Thanh Hóa đang bị rung lên. Thanh Hóa. Vàng đang có vật bị đóng trong tiếng này. Trong một đám đông lộn xộn thì Anunkyon vẫn kịp ra chân đủ gọn để kết thúc ở cự ly khoảng 10m. Quá khó cho thủ môn Lương Bá Sơn. Tầm chân của Huỳnh Tấn Tài và đấm bóng sai kỹ thuật, chắc chắn là như vậy. Còn phần còn lại thì Huỳnh Tấn Tài đã có một tác phẩm và xử lý rất nhanh, gọn và chuẩn xác. Bóng vừa đủ căng và cao để loại bỏ Lương Bá Sơn trong tư thế vội vàng về chấn giữ khung thành. Bên phía câu lạc bộ Thanh Hóa có hai sự thay đổi người liên tiếp. Hoàng Đình Tùng và Lê Phạm Thành Long là những người đã đưa vào sân. Nguy hiểm, nhiều vấn đề dứt điểm. Tỷ số là 3-0 cho câu lạc bộ Sài Gòn. Ngay đợt tấn công đầu tiên trong hiệp đấu thứ hai chưa được sắp đặt theo ý muốn của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công, người đã từng dẫn dắt Sài Gòn ở mùa giải trước, thì hàng thủ của họ lại chơi như mơ ngủ. Sai lầm thuộc về Nguyễn Hữu Lâm. Cú pha bóng thiếu chắc chắn của trung vệ mang áo số 98 đã dâng cơ hội để Giovane kiến tạo, giúp Petropolo đặt lòng một cách vô cùng chắc chắn, nới rộng khoảng cách và khiến cho chiến thắng của câu lạc bộ Sài Gòn trở nên rõ ràng hơn. Những người đã rời sân bên phía Thanh Hóa để nhường chỗ cho Hoàng Đình Tùng và Lê Phạm Thành Long